Lịch bóng đá Nam ASEAN 2023 ngày 1 tháng 10, tứ kết. Thưa quý vị, sau vài ngày tạm nghỉ, môn bóng đá Nam ASEAN 19 sẽ trở lại với các trận đấu thuộc vòng tứ kết. Đây đều được đánh giá là các trận đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ châu Á. Ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra lúc 14 giờ ngày 1 tháng 10, Uzbekistan sẽ chạm trán Ả Rập Xê Út. Cặp đấu này tái hiện lại trận chung kết giải U23 châu Á năm ngoái. Khi đó, U23 Ả Rập Xê Út đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 10 sẽ diễn ra hai tập đấu. Nhật Bản gặp Triều Tiên và Iran gặp Hồng Kông. Nếu như Iran được đánh giá hoàn toàn vượt trội so với Hồng Kông, thì trận đấu giữa Nhật Bản và Triều Tiên được nhận định sẽ rất khó đoán bởi bóng đá Triều Tiên sau nhiều năm vắng bóng ở đấu trường châu lục đang trở lại với phong độ ấn tượng khi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải. Trận đấu tứ kết cuối cùng diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 10 là cặp đấu rất đáng mong chờ giữa chủ nhà Trung Quốc và Hàn Quốc. Dù có ưu thế sân nhà, nhưng Olympic Trung Quốc vẫn bị đánh giá thấp hơn nhà đương kim vô địch. Hàn Quốc đang rất quyết tâm có lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá Nam ASEAN.